ngày 1 tháng 10, Hòa Thượng Thích Châu Quang, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắc kiêm trụ trì chùa Sắc Tứ Khải Đoan, thành phố Buôn Ma thuộc Đắk Lắc, xác nhận một người đang tu hành tại chùa đã có hành vi gây rối trật tự nơi công cộng. Theo Hòa Thượng Thích Châu Quang, vị sư thầy gây rối trên là ông Tê, tu hành tại chùa được 10 năm, bị bệnh thần kinh phân liệt. Hiện chúng tôi đã phối hợp với cơ quan công an đưa ông Tê vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Hòa Thượng Thích Châu Quang cho biết. Trước đó, tối ngày 30 tháng 9, trên mạng xã hội đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cảnh ông Tê mặc đồ tu hành, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên đường phố. Tiếp đó, ông Tê còn chặn đầu xe ô tô gây gỗ, đánh nhau với người đi đường. Hòa Thượng Thích Châu Quang cho biết thêm, ông Tê có tiền sử bệnh tâm thần, lâu lâu lên cơn quậy phá. Sau vụ việc lần này, nhà chùa sẽ báo cáo cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng cho thầy Tê về nhà của mình, Hòa thượng Thích Châu Quang nói thêm. Được biết, năm 2019, ông T từng lái xe máy và dùng gậy đập vỡ kính ô tô của người đi đường tại thành phố Buôn Ma Thuột gây xôn xao dư luận. Sau đó, cơ quan công an thành phố Buôn Ma Thuột đã khởi tố bị can đối với ông Tê về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.